Ok, chào anh đi. Thì có một bạn có hỏi về vấn đề 7GA. Thì giờ sắp xếp làm sao, ví dụ một 7GA lúc mới vô mắt ra như này, rồi sao chạy sắp xếp cho nhanh, còn mình cứ chạy trước cái này thì nó sẽ được sắp xếp theo trình tự mong muốn. Ví dụ chúng ta đi phút trước, bầu trước, bay bay trước, và cái connection sau cùng đó thì nó sẽ tự động sắp xếp cho chúng ta đó, chạy ngon lành gần chúng ta để cho nhanh. Cứ mỗi thằng như giờ là một cái mắt khác nhau đúng không, đó được ta thì bay display đó nhanh gọn lại cho sắp xếp máy tay với này sao rất là lâu. Ok, đây yêu cầu footing này đúng không, rồi tới HD bowl rồi đúng không, đó rồi tới mấy cái display, rồi cuối cùng là cái connection. Ok đó. Ví dụ đây chúng ta quét 2 ngày thì chúng ta chạy ha, đó rồi ví dụ chúng ta thay đổi footing đi đó, chúng ta đưa nó xuống phía dưới đó, chúng ta đưa đây rồi, chúng ta cái bowl đây chúng ta đưa tới đây đó, rồi, chúng ta đây rồi nó thử chạy sao đó, tự động nó quật lại chúng ta sắp xếp lại chúng ta đến ta sẽ quét hàng loạt chạy cái sắp xếp liền được rất là nhanh. Ok, thay đổi sắp xếp gì đó căng thẳng đều đẹp cho chúng ta, đây là mấy cái bát khác nhau này. Ok chứ đó, rất là nhanh. Ok đó thì bớt thuật toán sang vài đường cơ bản thôi, đây có gì là nhiều đâu, đây này có nhiêu đây. Ok, với vài đường cơ bản thôi chúng ta là sao làm được nó liền. Ok chứ, rồi chào anh em.